hòa trong niềm vui kính mừng Phật Đản sáng ngày 31 tháng 5 năm 2015 nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi tại chùa Vạn Phật, tọa lạc số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5. Đại đức Thích Lệ Minh, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn 50 bạn thanh niên Phật tử hội 14 chữ, tức là hội những người thích đi chùa tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện, chùa Thiện Mỹ và Quan Âm Tịnh Xá đạp xe diễu hành kính mừng Phật Đản. Vào giờ này, trong không khí trang nghiêm, Đại đức Thích Lệ Minh đã nguyện hương bạch Phật tại lễ đài cùng các thành viên tham dự. Được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 5, chúng con, chư tăng, quý Phật tử, hội những người thích đi chùa tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện, chúng con cùng với lại Quan Âm Tịnh Xá tổ chức cho các em thanh niên Phật tử đạp xe đạp và hoạt động từ thiện diễu hành kính mừng đại lễ Phật Đản mừng 2639 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra nơi đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Chúng con ước mong trong ngày lễ Phật Đản này, với cờ hoa trang nghiêm diễu hành ở các phố phường vinh danh ngày đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, lễ hội tôn giáo vì hòa bình lớn nhất trên toàn thế giới. Và chúng con mong ước thông qua việc diễu hành đạp xe đạp này, mọi người sẽ nhìn thấy giáo lý đạo Phật lan tỏa khắp muôn phương, đi vào cuộc đời, ban bình an, phúc lạc, tình thương, hiểu biết, giúp mọi người làm lành, lánh dữ, có được cuộc sống an vui. Thông qua việc diễu hành kính mừng Phật Đản, chúng con cũng phát tặng 200 phần quà cho các cụ già neo đơn nơi chùa Lâm Quang và Tịnh Xá Ngọc Quang. Đây là những phần quà có giá trị ý nghĩa đối với những người trẻ đã góp công, góp của, hùng phước với những phần quà yêu thương nhân ngày lễ Phật Đản, giúp cho các cụ có thêm niềm vui và mùa Phật Đản được an lành. Chúng con dâng lời thỉnh nguyện một mùa Phật Đản đầy niềm an lạc, thế giới ta bà bớt đi khổ đau, mọi người, mọi loài sống chan hòa yêu thương, hiểu được giáo lý Đức Phật, tu hành sớm ngày giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Thế Tôn, trong giờ phút này, 50 bạn trẻ đến từ hội 14 chữ và Tịnh Xá Quan Âm, chúng con tha thiết dâng tấm lòng thành của mình với nhiệt huyết của sức trẻ, với tâm thành kính Phật và những giá trị mà chúng con phụng sự ngày hôm nay, đạp xe đạp diễu hành qua các chùa, chùa Vạn Phật, chùa Vĩnh Nghiêm, công trình tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, chùa Việt Nam Quốc Tự, chùa Lâm Quang và Tịnh Xá Ngọc Quang. Chúng con xin thỉnh nguyện Đức Thế Tôn thùy từ lân mẫn gia hộ cho chúng con có đầy đủ sức khỏe, đạp xe đến nơi, trở về đến chốn được bình an, và chúng con đón một mùa Phật Đản thật hân hoan trong niềm kính tin của người Phật tử. Xin Đức Thế Tôn luôn gia hộ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm
Tỳ Ni. Hoàng hậu giữa gốc cây phư ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại. Mừng thay rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời, ngày nay lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni. Hoàng hậu giữa gốc cây phư ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại. Mừng thay rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời, ngày nay lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rừng rỡ. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Dưới cây vô ưu đản sinh thị hiền, chín rồng phun nước bảy bước xưng tôn. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng đồng lại xuống đất một lại. Đản sinh Ca Tỳ La Thành Đạo Ma Kiệt Đà, thuyết pháp Ba La Nại nhậm diệt câu thi na, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cầu nguyện đấng từ bi được tuệ tỏa mười phương, cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương, thoát biển khổ trong sáu nẻo ba đường. Này Phật đản, chúng con xin cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, kính lại Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hôm nay, ngày 14 âm lịch tháng 4 năm Ất Mùi, chúng con, hội những người thích đi chùa tụng kinh phóng sinh phát cơm từ thiện, đạp xe đạp diễu hành, kính mừng Phật đản Phật lịch 2559, và chúng con chào mừng kỷ niệm lần thứ 2639 năm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra nơi đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trong buổi diễu hành kính mừng Phật đản, chúng con có cơ hội đối trước công trình tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, ban thờ trang nghiêm để dâng hương tưởng niệm sự kiện lịch sử 52 năm về trước, Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Với tất cả những tâm nguyện của ngài, vì sự bất công tôi thiêu xác, khối hồn nguyện độ kẻ hàm oan, kính chúc tăng ni tâm dũng tiến, chánh pháp ngày mai phải trường tồn. Thế hệ tăng ni và Phật tử chúng con sau hơn 50 năm vẫn kế thừa truyền thống tốt đẹp của Bồ Tát, phát nguyện tu tập trang nghiêm, xây dựng giáo hội tăng già Phật tử, tu hành tinh chuyên, Phật hóa gia đình. Những người trẻ biết đi chùa tụng kinh, phóng sinh, làm những điều thiện nguyện, phụng sự độ đời. Buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ, làm cho Phật Pháp ngày một xương minh. Chúng con truy niệm ân đức của ngài, xin phát nguyện
thanh niên Phật tử luôn tinh tấn, tịnh hóa thân tâm, sống thiện lành. Giới hương định hương dự tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biên pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn, cúng dường giác linh Bồ Tát Thích Quang Đức Đại Tiền Chứng Giám. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con đồng xá xuống ba xá. Chúng con xin cầu nguyện đấng từ bi được tuệ tỏa mười phương, cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương, thoát biển khổ trong sáu nẻo ba đường. Này Phật đản, chúng con xin cầu nguyện đấng cha lành dung ruồi nhu lòng thương, cho chúng sanh đường con thuyền thanh lương, vượt đại hải hồi đầu gieo bí ngạn. Này Phật đản, chúng con xin cầu nguyện mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi, cánh trong luân đừng lưu luyến làm gì, đường tư thanh thanh thang cùng tiến bước. Này Phật đản, sau khi đảnh lễ tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, đoàn xe đạp tiếp hành trình hướng về quận 8 để phát tặng 200 phần quà cho các cụ già neo đơn sinh sống tại chùa Lâm Quang, tịnh xá Ngọc Quang. Gần 20 năm qua, ngôi chùa Lâm Quang đã trở thành ngôi nhà chung của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Nằm trong một con hẻm nhỏ ở số 301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nhà dưỡng lão chùa Lâm Quang vẫn luôn mở rộng tấm lòng để thường xuyên đón nhận, chở che những người già neo đơn cô độc, những số phận cần được sẻ chia. Năm 1995, khi sư cô Thích Nữ Huệ Tuyến, hiện đang là trụ trì chùa Lâm Quang, nhận tiếp quản ngôi chùa này, đã thấy có bốn cụ già hành khất ban ngày đi kiếm sống, ban đêm về đây tá túc. Xúc động trước những cảnh đời bất hạnh, sư cô đã đem các cụ vào chùa chăm sóc. Từ ngày đó, càng có thêm nhiều cụ xin đến với cửa chùa. Sư cô Huệ Tuyến bày tỏ, đó cũng là cái duyên nên những số phận mới tìm đến với nhau, nên nhà chùa đã thu nhận tất cả những cụ bà có cảnh đời không còn người thân phụng dưỡng. Ở nhà thì con cháu cũng khổ, nó xin vô đây vì nó đi mời không ai lo con nước, rồi vô đây có sư phụ lo cho con này kia mà ăn uống rồi. Và bị không có đi được vững và bị yếu quá và ở đây chỉ có nằm thôi đi nhờ sư phụ cho đây ở bằng công nước. Vậy tôi cũng cầu chúc gia đình tự giàu giàu sức khỏe và cái giàu có thì tự nhiên trời cho, còn mình xin được giàu giàu sức khỏe bạn có tự có đi ngày kia giúp đỡ ai cũng rất cảm ơn cậu. Dạ.
Bà sống ở đây thì bà thấy như thế nào và cuộc sống dạ, ở đây? Sống ở đây thì được ăn đầy đủ này kia dạ. Mà rồi nói thiệt thì cậu cũng buồn. Bây giờ mình già hồi đó mình còn trẻ mần có tiền, con cháu đủ sống lại. Giờ ngày nay mình khổ quá. Dạ, mần sống được. Mần không được mà đỡ con cháu luôn. Con rẻ. Nhiều khi giờ biết ở đây khỏe rồi mà nhiều khi tối ngủ không được, nằm nhớ là giờ buồn á. Dạ, hồi nào mình mần có tiền con cháu đó, nó còn ấy, còn ngày nay mình tệ quá, không có đi mần gì được. Thành ra con cháu cũng có rẻ mình cũng nói thiệt. Dạ, nhưng mình ở đây mình không dám nói dối. Nếu có bao giờ còn yêu mẹ, hãy nói đi khi mẹ vẫn còn nơi đây. Và nếu có bao giờ còn thương mẹ, hãy nói đi khi mẹ vẫn còn từng ngày bên con. Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi rồi, lời yêu thương kia thốt trên bờ môi. Hãy nói đi, nói yêu khi mẹ vẫn còn. Nếu có một ngày mẹ ra đi chẳng bao giờ chờ, và nếu có một ngày ngày chia ly chẳng bao giờ từ biệt, hãy nói khi mẹ vẫn còn đây, hãy nói yêu mẹ suốt ngàn đời, hãy nói.